Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của tựa game Project này. Và hôm nay tụi mình có một chuyến đi khám phá và thám hiểm một vũ trụ xem nó như thế nào ha. Trước mặt các bạn đây là tàu con thoi mà tập trước tụi mình đã vận chuyển á. Thì lần này mình cũng sẽ lấy nó bay ra một vũ trụ. Và hiện tại đang có Hòa, Thiện, Blue, Trọng, Cù, Khiêm, Văn với mình nữa đang ngồi trên tàu và chuẩn bị xuất phát ha. Vũ trụ trong tựa game Project này thì tụi mình chưa bao giờ đi ra và cũng như là chưa thám hiểm bao giờ. Và đây sẽ là cái video đầu tiên tụi mình ra ngoài đó xem thử ngoài đó có cái gì ha các bạn. Ok, và chuẩn bị xuất phát thôi nào. Ok, các thanh ghi rồi, bây giờ bay ha. Để coi con này bay sao Ê, quên mất bay tiêu à? rồi. Đợi xíu, để nhớ cái nè. Ủa? Ok. Bay 30 mấy ngàn feet là như từ tầm 9 ngàn mét, 10 ngàn mét thì bay 5 ngàn mét, 6 ngàn mét, 7 ngàn mét vẫn không lên được độ cao thì 8 ngàn mét rồi thì cao lắm rồi đó. Cái map này giới hạn của nó là bao lâu ta? Cái tiếng bay nó ồn dã man luôn á. 13 ngàn mét rồi mà vẫn còn đang lên được. 13 ngàn, 14 ngàn. Nó không có giới hạn luôn, nó không có giới hạn luôn, vẫn còn lên được nữa là 15.000m, 16.000m. Cái là tôi nó quay quá trời quay luôn. Tốc độ hiện tại là 1.150 km/h, 1.123 đạt được Sonic Boom rồi. Hiện tại là gần 1.200 luôn rồi. 21.000m vẫn còn lên, 22.000m, 23.000m. Giới hạn của nó là bao nhiêu ta? Nhầm. Rồi xong. Từ từ chơi đồ một xíu, chơi đồ. Hết rồi. Vẫn còn lên được. Đâu có trang rồi. Ủa xăng nằm đâu vậy? Xăng này chữ cái số kìa. Thấy gì đâu? Ủa anh đâu thấy gì đâu, từ từ. F10, M, E. Ủa không thấy gì luôn á trời. Hay cái bảng đồng hồ cổ á. Rồi hết hết nhiên liệu, hết nhiên liệu. Rồi hết sao rồi. Từ còn bay được không? Nhớ có cách tắt ra được mà, tắt nó ra được mà. 40.000. Tháo ra. Pika trưởng chia đồ rồi, Pika trưởng chia đồ rồi. Hết nhiên liệu rồi, hết nhiên liệu rồi. Tắt ra được kìa. Bây giờ mình Pika chữ chê đồ hơi nặng rồi. Ok, bây giờ mình đi ra vũ trụ rồi mọi người ơi. Nhật ký hành trình hiện tại là tụi mình đã ra được ngoài vũ trụ rồi nha các bạn. Đây, bốn bể đều là vũ trụ hết trơn, như có mặt trời á phía trên đầu thôi nhưng mà này, cái quỹ đạo bay con này nó hơi kỳ một xíu. Cái này cây chữ cây chữ. Bây giờ sao dừng lại, dừng start. Không dừng được. Báo. Đây là gọi là cách bay theo dạng tương lai để tránh bị những cái luồng này kia ngoài vũ trụ và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Quay kịp lại chứ. Bây giờ có cách nào cho nó dừng lại hết trơn á. Dừng. Ok. Rồi mình tỉnh rồi, độ cao hiện tại mình là đang là con này nó bị gì mọi người? Nó bị điện. Ok. Rồi bây giờ mình tìm một cái chỗ để mình đáp xuống nha các bạn. Để xem tìm có cái hành tinh nào đáp xuống không. Thật ra trong này nó không có gì đâu. Nó lại nữa rồi. Đấy, trong cái này nó chỉ có mỗi cái xung quanh mình đều là vũ trụ cả thôi. Bốn vừa rồi nó bắt cô tại chỗ luôn. Ok, đứng yên coi. Quỷ nó nhây được chứ.
Dạ à, hiện tại thấy dưới chân có bay đáp đó nha các bạn. Thấy được một cái miếng đáp và kế bên nó có một cái tháp. Bây giờ mình sẽ cắm cái đầu xuống. Thật ra này là tụi mình sẽ tấp sẵn thôi chứ không có ngẫu nhiên đâu. Tại trong này nó là khó bay và... Được mọi người tin tưởng tôi đi. Nó lại tự bay rồi, hồi nãy nó không có tự bay, bây giờ nó lại tự bay rồi. Ai tin? Ở đây xét được bay sao à? Làm gì có ATC đâu mà xét, biết đáp được nào đó, ATC nó đâu có nói chuyện đâu. Bật ABBR đi gì? Ủa rồi mất. Thấy sợ đáp ta. Thấy rồi. Trời ơi, đáp ngược đó. Mà làm sao nó không có lượng bên kia được, cái vấn đề là nó không có lượng bên kia được. Thôi mọi người bước lên đi bộ lên chở đỡ đi nha, chứ tàu hiện tại là không điều khiển được. Bỏ tàu nha mọi người, xuống tàu đi. Ê, tính ra con tàu nó lộn với cái tốc độ nhanh lắm á. Tôi vừa e xuống tàu là nó còn tú cái kia luôn nè, mình đang bơi giữa vũ trụ bao la luôn. Đâu, cái này thấy đường về cái này gọi là bơi á. Này bây giờ mình sẽ đi khám phá cái đây, đi khám phá cái này nha các bạn. Và nhìn mấy này đi ngoài vũ trụ, nhìn không gian nhìn mắc cười lắm, nhìn nó tế cái gì á. Cái người nó cứ bay bổng, các bạn nhìn cái người mà nó bay bổng đó. Ơ sao chết vậy? Cứu. Ok, ủa sao mới đi được trên đó? Sao đi không được mà điên hồi nó chết hả? Sao này đi được? Sao cùi đi giống như nhà cùi vậy? Ủa đâu rồi? Sao cùi đi giống như nhà cùi vậy? Rõ ràng luôn. Mình bay lơ lửng trong khi cùi. Ủa? Ủa đây rồi. Chậm lắm. Rõ ràng là anh thấy cùi lúc nãy cùi chạy trên mặt đất luôn á. Cùi chạy mà cái chân nó di chuyển trên mặt đất luôn. Bây giờ cùi giật rồi. Bây giờ cùi chơi kỹ năng tốc biến rồi nè, chứ cái chân nó có chạm được cái đất đâu. Nè, ở nó sao mấy đứa chạy được nè, ủa sao vậy? Anh cứ đi bình thường đi, lát khỏi nó. Anh đang bay luôn nè, anh đang bay nên lơ lửng luôn nè. Lơ lửng. Đang lơ lửng nè, đó. Rồi cụ đi về trời luôn rồi, cụ về với đảng rồi. Cụ bay về thiên đàng rồi. Bay cụ. Sao cụ quốc phát lên trời được lẽ ta? Hả? Ủa sao đi bộ được vậy? Sao mọi người đi? Sao mọi người đi bộ mà tôi bay? Hồi nãy tôi đi vô đây tự nhiên tôi đi được nè. Đâu? Vô đó hả? Từ để xíu đi qua thử. Umbala xì bùa. Umbala xì bùa. Có được đâu. Cái chân gì chân quá. Để nè. Để là đụng đất. Cái chân gì ở đây nè. Anh đi lùi vô. Bấm ép đụng đất đi là được. Nó vẫn vậy mà nè. Đụng đi tới. À đi được rồi, được. Ồ đi được rồi nè. Ồ. Bay. Chị không phải bóng từ bay nữa. Bay bay về đảng. À thì đang ngồi đang đi được trên này mà nhảy phát là bay lên tới đâu luôn á. Này nè, ê đứng sát nhau, đứng sát nhau chuẩn bị nhảy. Đứng sát nhau. Đếm nha. Rồi chưa. Xếp nguyên hàng ngang đi, nó đẹp, xếp nguyên hàng ngang luôn. Nguyên hàng ngang á, một hàng ngang tập hợp. Một hàng ngang ok đúng rồi đó vậy nè. Đang lơ lửng. Đang lơ lửng. Hàng ngang đẩy. Đẩy cái lưu rồi. Lẹ. Mọi người đứng yên đó nha. Đừng có đẩy quý quà. Hey, cái này mà có cái ghế á, lên ngồi trên đầu xong nhảy lên cũng vui lắm ha. Trời đó đi được. Ê, chưa mà dắt. Rồi chuẩn bị nè. 1 2 3. Bay về trời. Nhưng mà đi hơi xa. Ô bà đâu rồi? Đi kiếm chú cùi thằng Nga à. Thằng ngoại nằm góc đó vậy. Ai nắm tay mọi người, nắm tay nhầm tròn, nhầm tròn.
tay cầm tay nữa. Nắm tay nhầm chỗ. Hay bây giờ mình sẽ thử gọi xe ở khu này ha. Gọi thử một chiếc xe xem là nó như thế nào. Nó vướng quá. Sao gì chết rồi? Ai? Rồi ok. Okay. Ê, bây giờ mình sẽ lấy máy bay không? Máy bay không biết có chiếc nào không nữa. Xe của... Ê nếu mà ở ngoài đây mà mình bay mấy cái xe lơ lửng như này thì sao ta? Ủa được nè mọi người. Ai đi taxi không? Ai đi taxi không? Ồ taxi giá rẻ, taxi giá rẻ. Ai taxi không? Ê ở đây là cấm mấy cái phương tiện hàng long và các kiểu nha bạn. Ở đây mình đang chơi hàng long, mình chơi đồ tương lai nha. Từ con này làm sao để cấm cái đầu xuống? Làm sao cấm cái đầu xuống? Ok ok. Ai đi taxi không? Taxi giá rẻ, taxi giá rẻ. Mày ơi. Xuống mày ơi. Ê, ê, đây nè. Đang chơi đồ, đang chơi đồ. Không, ở đây nó bị cái gì á. Rõ ràng, rõ ràng. Nè nè, chuẩn bị xuống nè. Đồ, đồ gì ngon vậy? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con này nó có tự nổi mà. Cho nên là khi mà nó tiếp cận đây, cái nó bị đó. Rồi. Ơi, có đèn taxi ngon lành, trời ơi, tuổi. Thôi, bạn xuống đi bạn, mà bạn xuống, tôi test xe khác bạn ơi. Xuống, 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 xuống. Ok, taxi đi được nha các bạn. Cái gì để bu đèn đóng vậy? Rồi, để coi coi cái gì ra ngoài đây chơi được. Ê, các bạn ơi, how about trực thăng ở ngoài vũ trụ mà không gian này nó trông như thế nào ha? Mình sẽ lấy thử một cái con này vào... hiện tại đang có hàng lông các kiểu tà le luôn nè. Cái có cánh thử nào. Quay cánh quạt thử. Hình như mà vũ trụ này mình không có không có bẻ lái được cái trực thăng các bạn. Mình chỉ nghiêng như thế này thôi. Đó. Lên xuống, xuống không được, lên 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 luôn mà xuống không được nha các bạn. Đây. Lượng thì rồi rồi xong chơi đồ rồi. Trong này rất là khó để bay và bình thường cái người các bạn đã lơ lửng rồi thì khi mà các bạn dùng những phương tiện này nó sẽ bị lơ lửng theo ha. Trừ khi mình dùng các phương tiện giống như kiểu là nó dùng cho bay ngoài không gian á. Có nhưng mà nó bự, nó hơi lát á. Để mình lấy thử cho các bạn xem ví dụ sơ sơ ha. Cái chỗ ngồi đỉnh liền. Như ngồi trong rồi chiếc bêu vậy. Không biết cho chỗ ngồi ghê luôn á. Ok các bạn, mình tìm được một cái con tàu nó giống như hình dạng Weibo á các bạn. À, bây giờ mình sẽ bay thử à. Ở trâu quá trời chỗ luôn rồi, ở trời thì gửi quà. Đó, thì con này nó ngoài đây nó mới dễ điều khiển như thế này nè. Từ từ. Rồi ok. Sao cái trong này nó cứ bị chuối xuống, đứa nào ngồi phía đầu vậy? Có nào ngồi phía đầu à? Ôi, à. Có. Đúng rồi, lâu lâu nó bị lỗi nè, nó tự biến cái kia luôn. Lâu nó bị lỗi á. Biết gì. Nó tự bay cái kia á. Nè chứ ta đang bay bình thường nhẹ nhàng quay đầu nè. Nhẹ nhàng thôi. Đó, nhẹ nhàng thôi. Ngồi đó mát không mấy đứa? Mát. Hít khói không? Không có không khí thở. Rồi, lại xong nữa rồi. Nó khó điều khiển mà nó kiểu gì á, cứ hồi là nó bị một hồi nó bị lượn à. Nhìn tức thiệt. Một cái biến rồi, lắc luôn. Mượt quá mấy đứa ơi. Anh nhớ nó còn một cái có cái dạng cũng con tàu vũ trụ mà nó nhìn hình như hình chữ T hay sao á. Nè bay được bình thường nè, trời ơi ngon lành. Rồi là bị nữa rồi. Thôi nói chung là cái kèo ngoài đây nó hơi khó ha. Con này bay nó cứ một hồi là nó bị lộn xộn rồi. Để coi thử cái con nào nó bự hơn không. Ê đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Làm lại đi, làm lại. Wow. Ê đẹp quá, ê kìa kìa, coi kìa, coi kìa, xa xa của ai kìa, của ông Văn đúng không. Cái hình đẹp lắm luôn kìa. Ui. Kìa, đẹp lắm luôn á. Trời ơi. Đỉnh vãi. Tuyệt tác là vũ trụ luôn. Nó có cái vòng xoáy ra ngoài luôn. Xin Neon Cat phiên bản mà vũ trụ. Đó. Rồi, dăng mất tiêu rồi. Con nãy bay tốc độ nhanh lắm kìa. Nhanh tới cái mức mà nhìn nó đẹp ơi là đẹp luôn. Đẹp đó. Ồ, đẹp nè. Ui.
Để phải. Ra đây Nó tất làm cả đều tối cái thui ở đây không chỉnh được thời gian nha các bạn, chỉnh thời gian như nào đi nữa thì thực ra nó chỉ thay đổi mặt trời thôi. Đó. Mặt trời nó chói hay không thôi, còn lại thì nó như nhau thôi, chả khác gì nhau hết trơn rồi. á. À, tìm ngoài đây thì được vài con tàu vũ trụ các bạn, tàu không gian ngoài đây nó bay khá là dễ, ví dụ như con này ha, con này nó làm theo dạng giống như một con tàu lửa các bạn. Và nó bay rất là đầm luôn đây nè. Nó đẹp, nó ngầu theo kiểu là nhìn nó rất là quen mắt và nó có rất là nhiều cái loại đèn y như ngoài hành tinh vậy á. Và bay rất là đầm ha, nhưng mà cũng khó điều khiển, tại vì khúc này ngoài đây nó bay một hồi là nó cứ kiểu là kiểu gì á. Mình có vừa tải được một cái con tàu vũ trụ khá là to nhưng mà sợ nó hơi lag cho nên đợi mình test con này xong mình cho các bạn xem tiếp ha. À, con này nó đẹp. Nó hình dáng giống như một con tàu, có rất là nhiều đèn giống như tàu vũ trụ nhưng mà ngoài ra thì cũng chả còn cái gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cái con kia ha các bạn ha. Rồi, con tàu vũ trụ cuối cùng, con này nó có cái hình dáng giống như là, mọi người nhìn nó được cái hình này là hình gì không? Đúng rồi, sẽ bay dưới đây này luôn. Ép sẽ bay dưới đây nè. Sẽ xuống dưới Rồi, luôn. đây là con tàu vũ trụ cuối cùng và nó có một cái hình dáng hơi lạ một xíu ha. Bây giờ mình sẽ bay thử. Sao luôn cứ lơ lửng vậy? Ngỡ chưa, ngỡ chưa? Ê. À dạ. Ok, bay nè. Từ con này nó cũng dễ điều khiển lắm các bạn. À, sao chết nhiều vậy? Rồi, từ từ từ. Sao nó cứ lắc Ê, một chơi vòng nha. vậy á? Bây à. Thôi. Ờ, quay một vòng nhức đầu quá. Nè. Đó, bình thường nói chung là cái ngoài đây nó khó chịu rồi, nó cũng không có chơi được nhiều, chỉ lơ lửng như vậy thôi. Xong mà bay mấy con này nó cũng khó nữa, cái phải xích trong này nó hơi hơi kỳ một xíu á. À, test thử một lần cho các bạn biết thôi. À, lần này đó giờ tụi mình chưa bao giờ làm cái video ở ngoài đây thì bây giờ làm thử thì nó cũng gọi là sao ta, được, khó chịu, chóng mặt, buồn nôn. Ôi. Max. Max. Rồi ok, vậy thì video này mình sẽ tạm dừng ở đây và rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian vào cái tựa game break này cũng như là cái chuyến tham quan vũ trụ của tụi mình ha. Hẹn các bạn tập sau thì tụi mình sẽ có nhiều cái Mọi chơi người cho cho tựa game break bạn này nữa ha. luôn. Chào các bạn. Mày Bye bye. quà chuẩn bị là một cái đỉnh